Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay vẫn giới thiệu với cả nhà một cặp ruby. Ruby tự nhiên xuất xứ là hàng Mozambique đi thôi nhé. Viên này là 12,5k, viên này là 11k. Hai viên này đều nhẫn nam đấy thôi nhé. Màu rất là tươi, đỏ đậm, rất chính là đẹp, thích hợp lên vàng nhé các bạn nhé. Anh chị em nào mà lấy thì nên chục triệu tiền vàng rồi thì cũng qua ok. Vàng 10 thì không đến nhưng nhé, vàng 10 thì 500 triệu. Những nam ok nhưng nhé, rất chi là đẹp. Ruby này ruby tự nhiên đấy thôi nhé. Vâng, bác nào có nhu cầu mà muốn giao lưu thì liên hệ với em Vượng qua số điện thoại hoặc Zalo là 0922 314 333. 0922 314 333. Bên nhà em thì bán rất nhiều các loại nhang các bác nhé, từ hàng trang sức đến hàng phong thủy cũng như là tranh đá quý các loại, chuyên đầu đá thì cũng biết, chuyên đầu đá. Bác nào có nhu cầu muốn giao lưu thì cứ alo cho em để em tư vấn cho các bác. Các bác cần loại gì thì các bác cứ alo cho em. Hai bên này rất chi là đẹp. Bác nào mà thích thì em tư vấn chụp lại nhé, chụp lại ngoài trời cho các bác xem. Đây nó